Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại Phê Chuyện, và mình là Shinobi đây. Trong tập trước của Batman New 52, hội đồng cú sau hàng trăm năm ẩn mình trong bóng tối cuối cùng đã phải xuất đầu lộ diện nhằm giành lại thành phố Gotham về tay mình. Và để thực hiện được điều này, hội đồng đã lên một danh sách dài những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới thành phố, như các chính trị gia, luật sư, các nhà từ thiện, và tất cả bọn họ đều bị giết dưới móng vuốt của hội đồng. Batman sau khi chống trả lại thành công cuộc đột kích của hội đồng cú đã nhanh chóng tìm đến Lincoln Hawk để có thể giải cứu anh. Thế nhưng một lần nữa, Bruce lại tới trễ và người bạn Lincoln của anh cũng đã không thoát khỏi móng vuốt của hội đồng. Thế nhưng trước khi chết, Lincoln vẫn kịp đưa cho Batman một mẩu giấy, mà theo anh, ba người có tên trong mẩu giấy rất có thể là người của hội đồng. Hãy sử dụng nó để tìm ra và đánh bại hội đồng. Anh cũng không quên nói rằng hãy gửi nó cho Bruce Wayne và nói với Bruce rằng hãy chiến đấu với hội đồng, bởi thành phố này là một nơi đáng giá, nó là một nơi tốt lành, và một Gotham tươi sáng hơn sẽ không chỉ còn là một giấc mơ nữa. Nói rồi, Mark nhắm mắt ra đi. Chứng kiến cái chết của người bạn mình, Batman hiểu anh cần phải làm gì lúc này. Nếu như bọn cú lần trước đã đột nhập vào nhà của anh, thì lần này anh sẽ đến nhà của chúng và đốt trụi nó. Cuộc truy lùng của hội đồng cú của kỵ sĩ bóng đêm chính thức bắt đầu. Cuộc truy lùng của kẻ đứng đằng sau của hội đồng cú đã chính thức bắt đầu. Và với tài năng điều tra của mình, Batman dễ dàng tìm được ra hang ổ của kẻ đứng đầu. Đó là ông Joseph Power, là con trưởng của gia đình Power. Theo như tìm hiểu, gia đình của ông cư trú tại khu tư dinh đắt đỏ bậc nhất của thành phố Gotham này. Khu nhà là 3 tầng trên cùng của khách sạn Power nổi tiếng không kém. Nó được xây dựng vào khoảng thời điểm năm 1929, năm 1933, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng thừa, hay còn được gọi là của thời kỳ đại suy thoái, thời điểm mà các quốc gia tư bản đã tập trung vào việc chạy đua sản xuất hàng loạt hàng hóa với một số lượng lớn, với mong muốn đạt được lợi nhuận khổng lồ, từ đó dẫn đến một tình trạng là người dân không thể tiêu thụ hết, và kết quả là dẫn tới thừa mứa, hàng hóa ế tràn lan, tạo nên sự mất cân bằng về cung cầu, tiền bị mất giá, kinh tế các quốc gia, đặc biệt là nước Mỹ bị kiệt quệ, công nhân thì bị thất nghiệp, các cơ sở sản xuất phải đóng cửa. Hậu quả của cuộc khủng hoảng này dẫn đến việc hơn 17 triệu người bị thất nghiệp, các công ty xí nghiệp thì bị phá sản, nông dân phải bỏ ruộng vườn tha phương, bạo loạn diễn ra ở khắp nơi để có thể giành giật được sự sống. Đến năm 1930, có hai cuộc biểu tình của 2 vạn công nhân. Năm 1929 cho đến năm 1933, có cuộc bãi công của hơn 3 triệu công nhân Mỹ. Và để tránh những cuộc va chạm, bạo loạn của người dân của thành phố Gotham, gia đình Power đã chọn cách xây dựng nên tư dinh này với trị giá khoảng 58 triệu USD vào thời điểm đó. Tòa nhà được xây dựng giống như một pháo đài nhằm ngăn cách dân thường, cũng như được bảo vệ bởi lính gác riêng, và các nhân viên riêng của khách sạn được trang bị với những vũ khí cực kỳ tối tân, đủ để có thể thấy an ninh và bảo mật của tòa nhà này kỹ đến nhường nào. Thế nhưng trong đêm nay, một vị khách không mời mà đến đã đột nhập vào tư dinh này, và không ai khác chính là Batman. Diễn biến của câu chuyện lúc này được chuyển vào bên trong của khu tư dinh. Lúc này, bà Maria Power, là vợ của ông Joseph, đang đi vào trong phòng riêng của bà. Và cảm xúc của bà sau khi nhìn thấy căn phòng đó là vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy căn phòng của mình đã bị bới tung lên, báo hiệu cho việc đã có người khác đang ở đây. Biết được đang có kẻ xâm nhập vào tòa tháp, bà ta nhanh chóng chạy vào bên trong thang máy và báo cho an ninh biết. Nhưng khi rào chắn thang máy lại chuẩn bị đóng lại, thì từ trong bóng tối, một bàn tay đưa ra để ngăn cản rào. Và từ trong bóng tối, Batman xuất hiện với một câu nói đầy đáng sợ với bà lúc đó. Tính đi xuống hả? Maria khi nhìn thấy kỵ sĩ bóng đêm đã tỏ ra vô cùng kinh hãi, và còn sợ hãi hơn khi Batman giơ ra chiếc mặt nạ cú. Sau đó bà đã phủ nhận rằng nó thuộc về chồng của bà. Thế nhưng bà làm sao mà có thể lừa nổi thám tử vĩ đại nhất thế giới cơ chứ? Batman đã biết rằng chiếc mặt nạ thực sự là của bà ta. Joseph Power đã mất tích, và chiếc mặt nạ của ông ta cũng vậy. Batman muốn biết ông ta đang ở đâu, và bà trả lời một cách từ chối rằng chồng bà đã trốn sang nước ngoài mất rồi, và cảnh báo cho Batman biết rằng hội đồng cú thực chất vẫn chưa hề bị đánh bại, dù cho Bat Family cũng như kỵ sĩ bóng đêm đã ngăn chặn được bọn chúng. Batman sau đó đã rời đi để mặc bà ta ở đó. Anh đã nhận được một cuộc gọi từ bác Alfred, và quả nhiên mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Batman. Việc anh đến tư dinh của nhà Power và dọa bà ta thực chất chỉ là một kế hoạch rung cây dọa khỉ mà Batman đã làm. Bởi ngay sau khi anh rời khỏi đó, bà ta đã gọi ngay cho chồng mình, và với những thiết bị công nghệ tối tân của mình, Batman có thể tìm ra được vùng sóng điện thoại của ông Joseph và tóm gọn được những kẻ đứng đằng sau của hội đồng. Tuy nhiên mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy, ít nhất là với bác Alfred, khi mà ông quản gia đã báo cho cậu chủ mình biết rằng là không thể xác định được chính xác vị trí của ông ta bởi điện thoại của ông ta đang nằm ở vùng mất tín hiệu. Tất cả những gì Alfred có thể cung cấp cho Batman lúc này đó là vùng mất tín hiệu có bán kính khoảng 400m nằm ở phía nam của thành phố Gotham. Nhắc đến đây, Batman mới bất ngờ chợt nhớ lại nơi đó, nơi mà năm xưa anh đã từng đến để điều tra cái chết của cha mẹ mình. Địa chỉ của nó là ở 77 Irvington, căn nhà mà anh hồi nhỏ từng bị mắc kẹt trong đó suốt cả tuần. Nó có tên là Hable House. Nói rồi, Batman ngắt máy và lập tức tăng tốc để đến được khu nhà mà anh xác định
là hội đồng cú đang trốn ở đó. Batman trên đường đi đã nhớ lại câu chuyện mà Henry Ducat, người đã dạy cho anh kỹ năng phá án và suy luận rằng đôi khi chúng ta có một cảm giác kỳ lạ trong một vụ án, một cảm giác mà các mảnh ghép bất ngờ lại khớp với nhau và những câu trả lời cho sự tìm kiếm ban đầu đang dần dần xuất hiện. Cái cảm giác đó giống như thể là một sự nhớ lại, không hẳn là khám phá ra một điều gì mới mẻ cả, chỉ đơn thuần là nhớ lại một thứ mà bạn đã biết từ trước đến giờ, một thứ gì đó ngay trước mắt bạn. Cái cảm giác đó nó là cây kim chỉ nam chính xác nhất cho bạn rằng bạn đã đi đúng hướng và bạn đã có câu trả lời. Và với Batman lúc này, câu trả lời mà anh tìm kiếm không gì khác chính là ngôi nhà hay hộp đêm năm xưa mà anh đã từng tìm kiếm để điều tra về cái chết của cha mẹ anh khi Lincoln đưa cho Bruce về mẩu giấy về những cá nhân mà anh nghi ngờ là thành viên của hội đồng cú. Ngay trong đầu của Batman đã nghĩ ngay đến cái tên Joseph Power, không phải do ông ta là người lập nên vườn điểu Gotham, nơi đầy ắp chim chóc và đặc biệt là bộ sưu tập về các loài cú quý hiếm, cũng không phải là vì sự nghi ngờ về nguồn tiền của ông ta, mà đơn giản với Dark Knight, đó là một sự nhớ lại. Anh nhớ lại ngôi nhà năm xưa anh từng bị mắc kẹt trong đó suốt cả tuần và chả tìm được cái gì ngoài bụi bặm cả. Nhưng đêm này thì mọi thứ sẽ khác biệt. Đêm này hội đồng cú sẽ sụp đổ một lần và mãi mãi bởi kỵ sĩ bóng đêm của thành phố này. Sẽ không còn sự trốn tránh, không còn một mưu kế gì nữa cả. Đêm này câu chuyện của bọn cú sẽ kết thúc. Bài ca của bọn chúng sẽ bị lãng quên. Tên của bọn chúng sẽ bị xóa khỏi lịch sử của Gotham mãi mãi. Batman giờ đây đã gần như dồn bọn cú đến tận chân tường rồi. Bởi theo Alfred thông báo, những cuộc tấn công của lũ cú đều đã bị ngăn chặn bởi các thành viên của Batfam. Hầu hết lũ móng vuốt cũng đã đều bị hạ gục. Bruce hiểu rằng việc anh đến căn cứ Hable House sẽ là đòn áp đảo cuối cùng anh dành cho hội đồng. Và giờ hội đồng đang đi chân lạnh toát, nếu biết như kỵ sĩ bóng đêm, còn quái vật của thành phố Gotham đang đến tìm chúng. Thế nhưng mọi chuyện đã không như Batman nghĩ khi anh mở cánh cửa bí mật của Hable House ra. Tất cả những gì anh có thể nói được lúc này khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó là... Không, không phải như vậy chứ! Batman tưởng chừng như đã có thể tóm gọn toàn bộ hội đồng cú tại nơi này. Thế nhưng tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là một bàn tiệc với các thành viên của hội đồng cú đều đã trong trạng thái đã chết. Batman lúc này chả còn cách nào khác ngoài việc rời đi, kèm theo những lời chửi rủa tới những kẻ trong hội đồng. Quỷ tà ma bắt tụi mày! Vụ án về hội đồng cú trong truyền thuyết có lẽ đã kết thúc với việc những tên móng vuốt của hội đồng đã bị đánh bại và những kẻ cấp cao của hội đồng thì đã tự sát hại lẫn nhau trong Hable House. Thế nhưng liệu đây đã thực sự là hồi kết cho câu chuyện mà Batman đã tìm kiếm? Với Bruce Wayne thì câu trả lời này luôn luôn là không. Anh gần như đã dành cả ngày sau buổi tối hôm đó để suy ngẫm về mọi chuyện. Anh thậm chí đã không quan tâm đến việc Alfred đang nhắc nhở anh về việc anh chuẩn bị phải gặp đối tác nữa. Bởi trong suy nghĩ của Bruce lúc này vẫn là một suy nghĩ về hội đồng cú tối hôm đó. Tại sao bọn chúng lại tự sát cơ chứ? Cái chết của những thành viên trong hội đồng giống như là một kế hoạch, một sự sắp đặt trước vậy, chứ không phải là chúng tự sát vì sợ anh tìm đến. Alfred sau đó vẫn động viên Bruce rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Ông khuyên anh rằng nếu như có điều gì đó không khớp trong sự kết thúc này thì có lẽ đó là sự kết thúc. Nhưng ít nhất Batman cũng đã tìm ra những thành viên bù nhìn của hội đồng, cũng như khám phá ra rằng hội đồng có quy mô lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng ông tin rằng Bruce sẽ tìm ra chúng và sẽ đưa chúng ra ánh sáng của công lý và pháp luật sớm thôi. Bruce Wayne sau khi nghe lời động viên từ bác Alfred cũng đã chấp nhận rằng mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi. Và giờ anh sẽ đi mặc lại trang phục để chuẩn bị đi gặp đối tác bên kia cho những dự án tiếp theo của Gotham. Bruce sau đó cũng đã lấy lại trang phục ra để mặc. Anh đã ngắm nhìn lại bức tranh mà cha mẹ anh đã chụp với nhau khi còn trẻ. Và sâu trong suy nghĩ của anh vẫn nghĩ về mối liên hệ giữa cái chết của cha mẹ anh và hội đồng cú. Và rồi bất chợt trong một thoáng suy nghĩ, Bruce đã nhận ra được một điều gì đó. Một điều mà anh đã chợt bỏ quên đi mất trong trận chiến với hội đồng cú vừa rồi. Anh sau đó chỉ nói lại với Alfred rằng hãy báo cho bên đối tác rằng anh sẽ không thể đến được cuộc gặp mặt. Ông thắc mắc tại sao Bruce lại bỏ đi vội vã như vậy cơ chứ? Và anh đuổi theo ai mới được? Bruce chỉ nói lại rằng hắn ta chính là câu trả lời cho mọi chuyện. Hắn ta chính là kẻ đứng đằng sau tất cả. Kẻ mà anh đã quên mất. Batman sau đó đột nhập vào bên trong khu nhà xác của thành phố. Và khi anh mở ngăn kéo của một chiếc tủ chứa thi thể ra, bên trong không hề có gì cả ngoài một mẩu giấy với dòng chữ nho nhỏ: theo ta xuống hang thỏ chứ. Batman sau đó đã hiểu ra rằng anh đã suy luận đúng. Và giờ anh sẽ xuống đến nơi mà kẻ kia gọi là hang thỏ để tìm hắn. Giống như thể câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên vậy, anh đã sẵn sàng để bước vào xứ sở thần tiên của hắn. Mọi thứ theo như suy luận của thám tử vĩ đại nhất thế giới đã dẫn anh đến trại trẻ mồ côi ở hạt Kane, có tên là Willowwood. Nơi này ngày xưa từng là một bệnh viện chuyên điều trị những đám trẻ bị mắc bệnh rối loạn tâm thần. Nó hoạt động rất bình thường cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra vào khoảng 18 năm trước, khi một hố tử thần đã nuốt chửng các nhóm hộ lý. Và rồi những ngày sau đó, sự thật đầy đen tối về nơi này mới dần được lộ ra. Những đứa trẻ ở nơi này đã bị lạm dụng, bị ghẻ lạnh, cô độc
trần truồng một cách đầy khổ sở, bị bỏ đói. Và giờ nơi này chẳng khác gì một cái nhà ma cả. Người ta còn đồn đại rằng nỗi thống khổ của những đứa trẻ đã tạo ra cái hố, và trại trẻ đã bị ám ảnh bởi những linh hồn của chúng. Batman tin vào điều này, và cũng dễ hiểu thôi. Bởi tối nay khi anh đặt chân vào nơi này, anh đang đi tìm một kẻ đã chết, một kẻ đã không còn trên cõi đời này nữa mất rồi. Batman tiến vào sâu bên trong khu trại, và rồi anh nói như một lời thông báo đến cho người bí ẩn kia rằng anh đã tới. Ta đây. Vừa dứt lời, từ trong bóng tối, bất ngờ một tấm lưới được phóng ra khiến anh không kịp phản ứng, và nhanh chóng Batman đã bị tấm lưới kia trói chặt dưới sàn. Và lúc này, trong bóng tối, kẻ tấn công anh đã bắt đầu hỏi anh. Vậy nói tôi nghe đi Batman. Ai? Tôi là ai cơ chứ? Batman sau khi nghe câu hỏi, dù đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới, nhưng anh vẫn cố gắng trả lời lại kẻ kia. Ta biết, nhưng ngươi không phải là Lincoln Marks, bởi Lincoln Marks vốn không hề tồn tại, chỉ là kẻ có trên giấy tờ được hội đồng cứu tạo ra mà thôi. Nghe xong câu trả lời của Batman, tên bí ẩn kia lúc này mới dần bước ra ánh sáng. Và đúng như Batman nghĩ, kẻ mà anh theo đuổi lại chính là người đang tranh cử chức thị trưởng của thành phố Gotham, người mà Batman đã chứng kiến anh ngã xuống trong đêm của cú. Giờ đây vẫn còn sống, chỉ khác là khuôn mặt của Lincoln có vẻ đã trở nên khác đi một tí. Nó trở nên trắng bệch ra, tựa như thể bọn móng vuốt vậy. Lincoln sau khi nghe xong câu hỏi của Batman, anh vẫn hỏi lại câu hỏi cũ. Tốt, vậy nếu tôi không phải là Lincoln Mort, thì tôi là ai chứ? Batman vừa dãy giụa để có thể cắt đứt tấm lưới, vừa trả lời lại Lincoln. Ngươi là một kẻ phản bội, là một tên trộm. Ngươi từng là thành viên của hội đồng cũ, nhưng ngươi đã phản bội lại bọn chúng ngay khi mọi thứ đang sụp đổ trên đầu của hội đồng. Ngươi là kẻ đã lấy tiền của các thành viên cấp cao, là kẻ đã mời họ đến cuộc họp khẩn, và chính ngươi là kẻ đã đầu độc họ. Ngươi đã biến việc giết hại các thành viên của hội đồng giống như thể họ đang tự sát hại lẫn nhau. Và cuối cùng, trong lúc đó, ngươi đã bí mật đưa tên của mình vào trong danh sách của hội đồng để tạo ra một tên móng vuốt đuổi theo. Và kết quả là ngươi có một cái chết giả. Nó không phải là giả, Lincoln đáp lại. Đúng vậy, nó không hẳn là giả. Ngươi đã uống huyết thanh đó trước cuộc tấn công, thứ biến bọn móng vuốt sống lại. Hội đồng sẽ săn đuổi ngươi, Lincoln. Những thành viên mà ngươi giết chỉ là một đám nhỏ mà thôi. Lincoln nghe xong lời đe dọa của Batman, anh gần như chẳng hề lo lắng cho điều đó. Bây giờ, việc tiêu diệt anh sẽ chẳng còn dễ dàng chút nào nữa cả. Anh vừa nói vừa mặc giáp chiến đấu của bọn cú, mà theo như mô tả, bộ giáp này đủ mạnh để có thể chiến đấu lại được với Batman. Thế nhưng với Lincoln, bộ giáp giờ vẫn còn chưa đủ để có thể làm hài lòng được anh. Anh cần câu trả lời của Batman, rằng rốt cuộc anh là ai cơ chứ? Bởi anh tin Bruce có một giả thuyết cho danh tính của anh. Batman nghe xong câu hỏi chỉ đáp lại rằng, giả thuyết của ta ư? Ngươi là một bệnh nhân ở đây phải không? Tốt lắm. Vậy hãy cho tôi biết tại sao anh lại suy luận ra điều đó đi. Lincoln vẫn đang vừa mặc bộ siêu chiến đấu, vừa dành ra câu hỏi cho Batman. Những kẻ như ngươi, lũ tội phạm sẽ luôn để lại manh mối. Không phải là vì sự bất cẩn, mà ngươi vốn luôn tự cao. Ngươi muốn khiêu khích kẻ săn đuổi đến tìm mình. Câu chuyện về cái hố tử thần ngươi kể chẳng khác gì thách thức ta nhìn sâu vào tâm trí con người của ngươi cả. Ngươi biết rằng giấy tờ mà hội đồng tạo ra là quá hoàn hảo và không thể nào bị phát hiện ra được. Nhưng ngươi đã để lại một đầu mối, một sự thật ở trong lời nói dối. Lincoln nghe xong câu trả lời, lúc này hắn mới giải thích rằng thực chất việc hắn đến tìm gặp Bruce Wayne ở tòa tháp Wayne cũ vốn là kế hoạch mà hội đồng đề ra cho hắn, và hội đồng đã nói rằng hắn chỉ cần đứng ở đó và nhìn Bruce bị xử tử thôi. Thế nhưng sự thật hội đồng cũng đã muốn xử luôn Lincoln rồi, nhưng đã bất thành với sự ngăn cản của Bruce Wayne khi đó. Và trong khoảnh khắc đó, Lincoln nhận ra rằng hắn cần trở thành một thứ gì đó, và hắn cũng nhìn ra được bộ mặt thật của hội đồng, bất chấp chúng đã nói rằng tên móng vuốt đã nhầm lẫn khi tấn công hắn. Nó vốn là một sự thật trong lời nói dối. Dẫu cho Batman đã trả lời câu hỏi của hắn, thế nhưng Lincoln vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi kế tiếp cho kỵ sĩ bóng đêm. Vẫn là câu hỏi hắn là ai? Tại sao hắn lại được hội đồng nhận nuôi khi còn nhỏ chứ? Batman nghe xong câu hỏi, anh đơn giản cho rằng lý do mà hội đồng nhận Lincoln từ nhỏ, bởi vì hắn là một kẻ không có gì cả, và chính vì vậy mà hội đồng có thể dễ dàng nâng đỡ và điều khiển. Lincoln nghe xong câu trả lời, hắn tỏ ra vô cùng tức giận, bởi Batman vẫn đang cố gắng né tránh câu hỏi chính mà hắn hỏi rằng hắn là ai. Thế rồi hắn hỏi thêm một câu hỏi khác thay cho câu hỏi về danh tính thực sự của hắn, rằng điều gì đã dẫn Batman đến nhà xác, điều gì đã mách bảo anh cơ chứ. Đến lúc này chúng ta mới hiểu về chuyện tại sao lúc Batman nhìn bức hình cha mẹ của anh lúc chuẩn bị đi gặp đối tác, anh lại nảy ra việc đến nơi này. Bởi trong bức tranh đó anh đã thấy một thứ vô cùng quan trọng, đó là chiếc kẹp ghim hình trái tim mẹ anh đeo, chiếc ghim mà Lincoln đã kể khi ở tòa tháp Wayne cũ. Về cái ghim mà hắn đã tặng cho mẹ hắn, hắn đã nhìn thấy chiếc ghim đó và dùng nó để tạo ra một câu chuyện về quá khứ của hắn, rằng mẹ hắn đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Thế nhưng Lincoln đã phủ nhận điều đó. Hắn nói rằng cái ghim đó dùng để tặng cho mẹ của những đứa trẻ ở Willowwood. Và hắn lúc này hỏi lại Bruce một lần nữa câu hỏi rằng hắn thực sự là ai.
Và lúc này Bruce biết thét lên rằng: "Ngươi là một thằng bệnh hoạn, ngươi chẳng là cái gì cả, ngươi là..." Anh chưa nói hết câu thì đã bị Lincoln cắt lời. Và hắn lúc này mới tự trả lời mà hắn đã hỏi Bruce từ trước: "Ta là em trai của ngươi, ta là Thomas Wayne con, người em chưa từng tồn tại ở phía bên kia của chiếc gương." Đúng vậy, Lincoln đã khẳng định như vậy. Hắn đã nói rằng hắn chính là em trai của Bruce Wayne, dù cho Batman đã khẳng định ngay sau câu nói đó rằng anh không hề có một người anh em nào cả. Lincoln sau đó kể lại câu chuyện về quá khứ của hắn, rằng hắn là một kẻ bị sinh non và trong đêm bị tai nạn xe, Bruce đã có một người em. Thế nhưng những đứa trẻ khi đó còn quá yếu ớt và cha mẹ của Bruce đã quyết định gửi đứa trẻ đó đến trại Willowwood để có thể điều trị. Bởi khi đó khu trại trẻ vẫn còn hoạt động cực kỳ tốt, thậm chí là bệnh viện nhi hàng đầu của Gotham lúc bấy giờ. Tất cả là nhờ quỹ của nhà Wayne mang lại. Cho đến cái đêm định mệnh đó, đêm mà Thomas Wayne và Martha Wayne bị bắn trong con hẻm, mọi thứ ở bệnh viện đã thay đổi. Nếu nói việc cha mẹ của Bruce bị giết ở con hẻm có liên quan gì đến hội đồng hay không, thì với Lincoln đó là không hề. Bởi kẻ phải trả giá lúc này với hắn là Batman. Và đêm nay, cuộc chiến sinh tử giữa anh và em, giữa hai người nhà Wayne, cuộc chiến giữa hai loài thiên địch rơi và cú, giờ mới thực sự bắt đầu. Cuộc chiến giữa hai anh em, giữa rơi và cú diễn ra, cả hai với toàn bộ sức mạnh của mình lao vào để chiến đấu. Lincoln có lẽ đang cực kỳ sung sức, cộng với sức mạnh đến từ bộ giáp công nghệ cao giúp hắn gần như đánh trên kèo với Batman. "Đuổi mũi à anh trai? Hay là đang khách sáo vậy?" Lincoln vừa né vừa khiêu khích Batman. Mày không phải là em trai của tao, mày chỉ là một thằng điên trong bộ đồ chim chích, và tao đã không khách khí ngay từ lâu rồi." Batman vừa nói vừa ra đòn liên tục vào Lincoln. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến cho Mort phải bất tỉnh. Và giờ là lúc hắn đánh trở lại. Đầu tiên hắn túm Batman, đập xuyên anh qua những bức tường của trại trẻ. Sau đó hắn xé nát áo choàng của anh ra và đánh anh không khoan nhượng. Hắn vừa đánh vừa kể lại câu chuyện giữa Bruce Wayne và hắn. Nó giống như thể câu chuyện giữa Romulus và Remus, như Etocles và Polynice vậy. Khi mà hai anh em phải chia nhau để bảo vệ mọi thứ, đó là ngai vàng, đó là thành phố Gotham, thì sẽ luôn có một kẻ tham lam giành lấy tất cả mọi thứ. Một trong hai kẻ sẽ chiếm lấy ngai vàng và bỏ mặc người kia, bỏ mặc người anh em của mình đến chết. Thế nhưng lần này câu chuyện sẽ khác, kẻ bị bỏ rơi và lãng quên kia sẽ trở lại và đánh bại nhà vua, người bảo vệ cho thành phố Gotham. Nói rồi hắn đánh văng Batman qua bức tường cuối cùng của ngôi nhà, bỏ mặc anh rơi tự do từ trên cao xuống. Nhưng Batman làm sao mà dễ dàng chết được như vậy cơ chứ? Anh nhanh chóng dùng gắt ghét của mình để bám vào cổ của Lincoln nhằm kéo hắn theo. Nhưng Lincoln cũng không phải dạng vừa với bộ giáp khi mà hắn kích hoạt hệ thống bay được tích hợp trong bộ giáp của hội đồng để không bị rơi xuống. Sau đó hắn bay ra khỏi khu trại trẻ kéo theo Batman. Bởi hắn lúc này muốn Batman phải nghe câu chuyện và cuộc sống của hắn thời còn ở Willowwood. Bắt đầu với tòa nhà Crowney. Nơi này mát vào những ngày quang đãng, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tháp Wayne hùng vĩ. Trong hình ảnh phản chiếu của tòa tháp bấy giờ, hắn có thể thấy toàn bộ thành phố được phản chiếu như một phiên bản đảo ngược và phi tự nhiên của chính nó, và nó chính là thế giới của hắn. Nói xong xuôi, Lincoln tăng tốc độ rồi ném thẳng Batman vào tòa nhà kính như một lời chào dành cho anh đến với thế giới của hắn. Batman sau cú va đập đó còn chưa kịp phản ứng gì đã tiếp tục bị hắn kéo đi. Hắn nói rằng trải nghiệm mà Bruce vừa trải qua không hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã trải qua khi hai người họ bị tai nạn xe hơi khiến Mort sinh non. Mort giải thích rằng cách hắn ta lớn lên như một người cầm ốm yếu mà không có chút gì về danh tính của mình. Cho đến khi Martha Wayne sau đó thường xuyên đến thăm nơi hắn được gửi. Và từ những chuyến thăm đó, Mort đã nhận ra rằng bà là mẹ của hắn, hoặc trong tâm trí hắn lúc đó là như vậy. Khi nhìn thấy bà trên truyền hình, hắn được tiết lộ rằng hắn là con trai của gia đình nhà Wayne quyền lực. Hội đồng cú sau đó cũng đã bắt đầu thì thầm với Mort ở trong đêm, nói với hắn rằng thực sự hắn là con của Thomas và Martha Wayne, là một người con của thành phố Gotham này. Ngay cả sau khi hai ông bà Wayne bị giết vào đêm đó, Mort vẫn hy vọng rằng anh trai của mình sẽ đến tìm mình. Nhưng hắn cứ chờ đợi, hy vọng người anh Bruce Wayne kia sẽ đến và đón hắn về. Thế nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự chờ đợi. Bruce Wayne không đến tìm hắn, và bọn cú đã làm điều đó. Và chúng đã cứu hắn khỏi Willowwood, khi mà chất lượng của trại đã xuống cấp chả khác gì cái địa ngục cả. Mort sau đó đã tự thuyết phục bản thân rằng anh trai của mình, Bruce Wayne, đã loại bỏ trí nhớ về người em trai để có thể toàn bộ thành phố cho riêng mình. Hắn tự tin rằng thành phố đảo ngược mà hắn đã thấy trong hình ảnh phản chiếu của tháp Crowney là cơ nghiệp mà đáng lẽ ra hắn cũng phải có được. Khi hắn ta nói những điều này, Mort kéo Batman qua chỗ nhà thờ khiến cho anh bị đập thẳng vào chiếc chuông của nhà thờ và khiến cho anh cũng bị thương vô cùng nặng nề. Cuối cùng, Mort kéo Bruce lên trời cao để có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố trước khi cắt đứt sợi dây để cho anh bị cuốn vào bên trong động cơ cánh quạt của chiếc máy bay gần đó. Đến đây là kết thúc rồi. Kết thúc cho người bảo vệ của thành phố Gotham. Kẻ mà tưởng chừng như hiểu tất cả mọi thứ về Gotham, nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì về nó cả. Hoặc đó là suy nghĩ của Lincoln lúc này. Nhưng rồi hắn vẫn không thể ngờ rằng Batman vẫn còn sống. Anh đang cố gắng bám chặt lấy phần mép của đầu động cơ chiếc máy bay.
Matt khuyên anh nên buông ra, nhưng Bruce nghiến răng và kiên quyết bám vào. Sau đó hắn đã chế giễu sự bỏ bê và kiêu ngạo của Bruce khi nghĩ rằng Gotham là thành phố của anh ta, trong khi bản thân Mort thì đang vươn lên trong hàng ngũ của hội đồng và chuẩn bị trở thành vua của chúng lúc nào không hay. Đáng nhẽ Bruce khi đó nên coi chừng phía sau lưng mình. Batman nghe xong hét lại qua những cơn gió lớn: "Còn mày thì nên tự làm theo lời khuyên của chính mình đi!" Mort khi nghe xong thì đã quá muộn. Hắn nhận ra một thiết bị nổ đã được anh gài trên vai hắn và nó sẽ phát nổ ngay bây giờ. Batman sau đó đã tranh thủ thời điểm Mort đang mất tập trung. Anh vật lộn để thoát ra khỏi động cơ máy bay và anh đã thoát được và bám được vào những cánh cửa của chiếc máy bay. Thế nhưng trong khoảnh khắc, anh đã trượt tay và rồi anh rơi xuống. Bộ đồ của anh đã bị hư hỏng nặng. Anh thì gần như đã kiệt sức sau những lần va chạm các công trình mà Lincoln đã gây ra cho anh. Giờ đây anh chẳng còn lại thứ gì cả, ngoài việc tận hưởng vẻ đẹp của thành phố Gotham về đêm. Anh có thể thấy được tất cả, nhẹ nhõm và nó thật đẹp. Anh nhớ lại Dick Grayson đã luôn thích đi du lịch đến và đi từ Gotham bằng máy bay chỉ vì khung cảnh đó. Và giờ Bruce cũng có thể công nhận điều đó với hình ảnh cuối cùng về thành phố Gotham trong tâm trí. Bruce đã chuẩn bị để buông bỏ, nhưng anh đã không thể làm điều đó. Thành phố lại gọi anh một lần nữa và nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn việc phải làm. Và thế là kỵ sĩ bóng đêm lại một lần nữa trỗi dậy để thoát khỏi cái chết. Sử dụng thiết bị gắt ghét dây bắn móc ở tốc độ cao, Batman đã bắn dây móc lên mái của một trong hai tòa tháp chưa hoàn thành mà anh đã lên kế hoạch cho việc tái phát triển thành phố Gotham. Lấy đà của mình, anh đu người qua cửa sổ, lao thẳng vào tầng trên. Lúc này Mort cũng vừa trở lại và lần này hắn đảm bảo là Bruce Wayne phải chết. Hắn tóm lấy anh và rồi sử dụng thiết bị bom hẹn giờ tích hợp trong giáp và gắn nó lên ở khắp mọi nơi trong căn phòng ở tòa tháp. Đây sẽ là mồ chôn của hai anh em nhà Wayne. Thế nhưng sẽ chỉ có một kẻ phải chết ở đó. Đó là Batman. Bởi Lincoln Mort với huyết thanh vẫn sẽ sống sót. Mort vừa đi vừa nói lại về quá khứ, thời điểm mà hội đồng cú đã lên kế hoạch để anh trở thành người thừa kế tài sản nhà Wayne sau khi Bruce Wayne đã biến mất sau cái chết của cha mẹ anh ta. Thế nhưng kế hoạch của hội đồng đã bị phá sản khi mà bọn chúng chuẩn bị công bố Thomas Wayne con cho Gotham. Thì Bruce Wayne đã trở lại sau chuyến hành trình khổ luyện khắp nơi trên thế giới. Và hội đồng khi đó đã buộc phải xem xét lại. Và chúng đã tạo ra Lincoln Mort và định vị hắn trở thành một kẻ có thể giành lại thành phố cho chúng, nhưng theo một cách khác. Thế nhưng hắn không hài lòng với việc chỉ là một cái mỏ của con cú, một con cờ của tòa án. Hắn muốn giành lại toàn bộ thành phố một cách nghiêm túc. Và đến bây giờ Mort biết không bao giờ có thể có nó. Nhưng hắn ta chấp nhận rằng nếu hắn không thể là tương lai của thành phố thì hắn sẽ là quá khứ, là bí mật của nó. Quá khứ sẽ quay trở lại để ám ảnh Batman. Hắn sẽ là lịch sử của Gotham, còn Batman sẽ chẳng là gì cả ngoài một dòng ghi chú, một ánh chớp vụt qua để rồi bị lãng quên. Nói rồi Mark kích nổ toàn bộ đống bom khiến căn phòng phát nổ, những nổ đủ mạnh để có thể khiến cho Batman phải chết. Thế nhưng kỵ sĩ bóng đêm lại một lần nữa trỗi dậy. Anh vươn tay mình ra để chọc thẳng vào phần kính của Mark rồi bỏ chạy khỏi vụ nổ. Mark sau khi bị thương đã nhìn lại và nguyền rủa Bruce rằng hãy cứ bỏ chạy đi, vì sớm rồi hắn sẽ quay trở lại. Batman sau đó thoát ra được khỏi vụ nổ trước khi toàn bộ tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, sụp xuống đến tất cả phần móng. Cuộc chiến kết thúc, Bruce gần như sau đó đã bí mật tìm kiếm, nhưng anh không thể tìm kiếm được điều gì cả. Không hề có một thi thể hay thương vong nào xảy ra cả. Lincoln có vẻ như đã trốn thoát mất rồi. Kết quả cuộc chiến kết thúc với việc Batman thì bị thương khá nặng khiến cho anh phải ngồi xe lăn, trong khi Lincoln thì đã biến mất. Bruce sau đó đã thông báo cho Gordon về những điều tra của mình trước khi anh bị Dick Grayson xen vào. Bruce tỏ ra khá vui vẻ khi mà cậu có mặt ở đây để có thể chia sẻ một số chuyện với anh. Dick có hỏi Bruce một số chuyện, trong đó có cả về vụ hội đồng cú, anh tính làm như thế nào và ra làm sao. Bruce chia sẻ rằng anh đã và đang thâm nhập vào dòng tiền của bọn chúng. Có thể nhiều thành viên của hội đồng vẫn còn đang chờ ở ngoài kia. Anh chắc chắn rằng bọn chúng sau cuộc đụng độ với Batman đã bị tổn thất rất nặng nề và anh sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi tìm ra bọn chúng và quét sạch bọn chúng khỏi thành phố này. Còn về phía bọn móng vuốt, Bruce sau khi hạ gục bọn chúng ở Batcave cũng như có sự phối hợp của các thành viên khác ở Bat Family, giờ đây anh đã giam giữ bọn chúng ở nhà tù đông lạnh bên dưới Blackgate và dĩ nhiên là do tiền nhà Wayne đầu tư vào. Còn với những kẻ đang chạy thoát, vấn đề tóm được chúng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Dick sau khi nghe xong cũng chào tạm biệt Bruce và rời đi. Thế nhưng anh vẫn muốn chia sẻ thêm một câu chuyện nữa cho cậu, và đó chính là câu chuyện về Lincoln, người em trai của anh. Theo đó, Alfred đã kể lại cho Bruce biết rằng đúng là anh có một người em trai. Mọi chuyện xảy ra khi năm đó cậu nhóc Bruce Wayne mới chỉ có 3 tuổi. Và đêm hôm đó gia đình anh đã gặp tai nạn xe hơi. Nhưng do lúc đó anh còn quá nhỏ nên không thể nhớ rõ được vụ tai nạn là như thế nào. Tất cả những gì thông qua điều tra đó là gia đình anh đã có một cậu bé bị sinh non trong tai nạn hôm đó. Và có lẽ nếu sống được thực vật thì cũng đã là một kỳ tích rất lớn rồi. Dick sau đó đã thắc mắc rằng vậy rốt cuộc liệu cậu bé có thực sự sống sót hay không. Và câu trả lời của anh đó là cậu bé đã qua khỏi.
và chỉ trong một đêm duy nhất. Theo những điều tra về ghi chép ở bệnh viện Gotham Mercy, Batman biết được rằng cậu bé kia được đặt tên và ngay sau đó đã được luồn ống thở. Cậu bé sau đó đã được sống được thêm khoảng 12 giờ và đó là đêm đầu tiên mà Bruce Wayne đã có một người em trai tại thành phố Gotham này. Thế nhưng sau đó, Dick lại có thêm những thắc mắc rằng có khi nào cậu bé đã vượt qua được đêm tại bệnh viện hôm đó. Và lúc này, ông bà nhà Wayne đã bí mật đưa đứa con thứ hai của mình đến khu điều trị Willowwood và đã làm giả giấy tờ thì sao? Thế nhưng câu trả lời của Bruce là không. Bởi theo những điều tra và ghi chép tại Mercy theo nhiều khía cạnh khác nhau thì không hề có một dấu hiệu cho thấy việc giấy tờ bị ghi chép nào làm giả cả. Sau đó anh cũng đã tìm được thêm những ghi chép ở trại trẻ Willowwood cho thấy có một cậu bé vô danh đã được nhận nuôi khoảng một tuần sau khi cậu bé kia qua đời. Ghi chép của Willowwood cũng có đề cập đến việc mẹ của Bruce là bà Martha Wayne cũng thường xuyên tới các cơ sở chăm sóc mà nhà Wayne đầu tư vào. Chiếc kẹp hình trái tim mà bà đeo rất có thể là món quà mà bọn trẻ dành tặng cho bà. Và cũng có rất nhiều khả năng hội đồng cú đã dùng nó để thuyết phục Lincoln rằng hắn là em của Bruce Wayne. Nhưng suy cho cùng, trong suy nghĩ của Batman về Lincoln, anh vẫn chưa thể dám chắc rằng Lincoln có thực sự là Thomas Wayne con hay không. Liệu hắn có thực sự là em trai của anh hay không? Bởi nếu không có mã ADN của hắn, anh không thể dám chắc chắn được chuyện này. Và hiện, danh tính thực sự của Lincoln với anh vẫn là một bí ẩn. Đấy là cho đến khi anh có thể tìm ra được nó. Câu chuyện của Lincoln tạm thời bị gác lại. Thế nhưng Bruce chắc chắn rằng nếu như đứa em của anh còn sống, cha mẹ anh sẽ nói với anh về sự sống sót của đứa em trai mình. Nếu như điều đó xảy ra, Dick cũng tin vào bất cứ điều gì Bruce tin. Nhưng cậu cũng chỉ ra rằng nhà Wayne có thể đã giữ cho Bruce khỏi một sự thật đau đớn và coi đó là nỗi đau riêng tư và cũng là vì lợi ích của anh ấy. Sau khi dừng lại, Bruce giải thích rằng mặc dù Dick được hội đồng dự định trở thành một tên móng vuốt, nhưng anh chắc chắn rằng cậu bé sẽ không bao giờ có thể trở thành như vậy. Khi hội đồng đã thấy điều gì đó ở Dick hồi đó, Bruce cũng vậy. Những gì Bruce nhìn thấy sau đó đã thông báo con người mà Dick đã trở thành. Trong khi Dick có thể thấy rằng Bruce đã cứu anh ta khỏi một định mệnh khủng khiếp, thì chính Dick là người đã cứu Bruce khỏi bóng tối của chính mình. Nghe xong, Dick cũng chẳng thể nào tự mình đấm Bruce sau vụ anh đã đấm cậu gãy răng nữa, và đành chờ một dịp khác vậy thôi. Dick sau đó cũng đã hỏi về số phận dự án của tòa tháp, và Bruce thừa nhận rằng anh sẽ xây dựng lại nó cao hơn trước, thêm nhiều khu vực quan sát hơn cho Batman trong thành phố này. Cuộc đụng độ của anh với hội đồng cú đã thực sự tiếp thêm ý chí cho anh, và nó cũng dạy cho anh một bài học vô cùng đắt giá. Anh ấy từng nghĩ rằng thành phố Gotham là của anh ấy, hoặc là của Batman, nhưng giờ đây anh đã sai. Gotham không phải là của Batman, Gotham cũng không phải là của lũ cú. Gotham là tất cả các công dân của nó, và Bruce rất biết ơn hội đồng đã dạy cho anh ta rất nhiều. Tuy nhiên nếu như hội đồng cú quay trở lại, anh ta sẽ luôn luôn theo dõi và sẽ luôn luôn như vậy. Và vừa rồi là những diễn biến cuối cùng của chương đầu tiên trong Batman New 52 của nhà văn Scott Snyder. Các bạn có suy nghĩ gì về sự kiện này hay đánh giá gì về video này? Hãy để lại comment bên dưới cho mình để mình có thể biết và rút kinh nghiệm cho những video sắp tới của phê truyện nhé. Như thường lệ, thời lượng của video đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm nút like và share để ủng hộ bọn mình. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với phê truyện, hãy bấm nút đăng ký và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào từ bọn mình cả. Mình là Shinobi và bây giờ thì ciao.